lộ diện tháng phát tài lớn nhất Bính Ngọ 1966, cát tinh chiếu mệnh, tiền tài tăng vọt đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Bính Ngọ đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Bính Ngọ, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Bính Ngọ nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Bính Ngọ cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ họ tốt với Bính Ngọ, không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Bính Ngọ. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Bính Ngọ. Vì thế, nếu sau này người Bính Ngọ yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Bính Ngọ có thể đặt niềm tin, Bính Ngọ cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Bính Ngọ đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng Bính Ngọ chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Bính Ngọ. Trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Bính Ngọ, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Bính Ngọ, Bính Ngọ hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương để tâm hồn Bính Ngọ lắng lại, rồi nỗi đau của Bính Ngọ cũng sẽ dần biến mất. Bính Ngọ đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Bính Ngọ có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Bính Ngọ có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Bính Ngọ không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Bính Ngọ tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Bính Ngọ. Hãy nhớ điều này, nếu không Bính Ngọ sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Bính Ngọ ít khi gặp mọi người, nhưng Bính Ngọ hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Bính Ngọ hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Bính Ngọ đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Bính Ngọ hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Bính Ngọ nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Bính Ngọ, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây không để cô bác anh chị Bính Ngọ phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Bính Ngọ thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Bính Ngọ 1966, cát tinh chiếu mệnh, tiền tài tăng vọt đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn luận giải tổng quan tử vi hạn hàng tháng cho quý bản mệnh Bính Ngọ được xa hơn, để bản mệnh Bính Ngọ có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Bính Ngọ hoan hỉ đón nhận. Thưa cô bác anh chị Bính Ngọ, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Bính Ngọ sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Bính Ngọ tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Bính Ngọ cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Bính Ngọ cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tuổi Bính Ngọ sẽ trải qua một tháng đầy năng lượng và sự sáng tạo trong công việc, cơ hội để phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao uy tín sẽ xuất hiện, và đây là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng và thu hút sự chú ý từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có mặt trời chiếu sáng và vì vậy cần phải cẩn trọng với những thách thức có thể đối diện. Thiên cầu hung tinh được nhắc đến trong bài tử vi là yếu tố gây ra những phiền toái cho sức khỏe, đặc biệt là về mặt tinh thần. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tiết áp lực và căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Bản mệnh cần chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động hợp lý, tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, bia hay thức khuya để duy trì sức khỏe tốt nhất. Một điểm đáng lưu ý khác là tính cách phiêu bạc, mạo hiểm và ham muốn khám phá của tuổi Bính Ngọ trong tháng này. Dù đây có thể mang lại những trải nghiệm thú vị và bổ ích,
nhưng cũng có thể gây ra những rủi ro và hậu quả không mong muốn. Việc phân biệt giữa sự phiêu lưu lành mạnh và nguy hiểm là điều cực kỳ quan trọng, và không để lòng tham chi phối hành động là điều cần thiết. Trong bối cảnh này, việc nghe theo những lời khuyên và chỉ dẫn của những người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực làm việc là rất quan trọng. Họ có thể giúp bản mệnh tránh được những sai lầm, rắc rối và tiết kiệm được thời gian công sức. Đồng thời, cần cẩn trọng với những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại hoặc gây khó dễ, và may mắn là tả phụ tá sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những âm mưu xấu xa của họ. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là tháng cửu tử nhập cung chính Bắc của tuổi Bính Ngọ. Đây là một vị thần tài lộc, mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội và thuận lợi trong công việc. Bính Ngọ sẽ có được sự thông minh sáng suốt và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của tuổi Bính Ngọ, kế hoạch tiền bạc cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bính Ngọ cũng sẽ nhận được nhiều sự khen ngợi và đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Có thể có những tin vui về thăng chức, tăng lương hoặc nhận được những phần thưởng xứng đáng. Đây là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của Bính Ngọ trong thời gian qua. Bính Ngọ nên biết trân trọng và bảo vệ những gì mình đã có, không nên kiêu ngạo hay chủ quan. Tuy nhiên, Bính Ngọ cũng không nên quá phung phí hay hoang phí tiền bạc vào những việc không cần thiết. Bính Ngọ nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm cho những ngày mưa gió, đầu tư cho những dự án có triển vọng. Ngoài ra, Bính Ngọ cũng nên biết chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh mình, đặc biệt là những người kém may mắn hơn. Đó là cách để Bính Ngọ tạo dựng được uy tín, danh tiếng và niềm vui cho bản thân. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ cho thấy bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bính Ngọ có thể đang bị quá tải công việc, căng thẳng tinh thần hoặc ăn uống không hợp lý. Đây là những yếu tố có thể gây ra những vấn đề sức khỏe không mong muốn cho Bính Ngọ. Để cải thiện sức khỏe, Bính Ngọ nên xem xét lại lối sống của mình và thực hiện những thay đổi tích cực. Bính Ngọ có thể bắt đầu bằng cách sắp xếp công việc hợp lý, tránh làm việc quá sức hoặc quá khuya, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí và chăm sóc bản thân, giảm bớt lo lắng và căng thẳng. Bính Ngọ có thể tìm những cách thư giãn phù hợp với mình như thiền, yoga, nghe nhạc, đọc sách hoặc trò chuyện với người thân. Bính Ngọ cũng nên tránh những nguồn tin tiêu cực, những cuộc tranh luận không cần thiết hoặc những mối quan hệ độc hại. Ăn uống cân bằng và khoa học, Bính Ngọ nên ăn đủ các nhóm thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, trái cây, ngũ cốc và đạm. Bính Ngọ cũng nên hạn chế ăn đồ chiên rán, ngọt, mặn hoặc chất bảo quản. Ngoài ra, Bính Ngọ nên uống đủ nước mỗi ngày và tránh xa rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác. Tập thể dục đều đặn, Bính Ngọ nên chọn một môn thể thao yêu thích và tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày. Điều này sẽ giúp Bính Ngọ cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch xương khớp và tinh thần. Bính Ngọ cũng nên kết hợp với các bài tập duỗi cơ, co giãn và thở sâu để giảm căng cơ và stress. Bằng cách áp dụng những phương pháp cải thiện sức khỏe trên, Bính Ngọ sẽ có được một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, Bính Ngọ cũng không nên quá áp lực hay tự ti về sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng sức khỏe là một quá trình dài hạn và yêu cầu sự kiên trì và nỗ lực của Bính Ngọ. Ngoài ra, Bính Ngọ cũng nên theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo tử vi, bản mệnh Bính Ngọ có sao Thiên Cầu chiếu mệnh trong tháng này, gây ra những phiền toái cho sức khỏe của Bính Ngọ. Nếu Bính Ngọ có bệnh nền hoặc dị ứng, Bính Ngọ nên đi khám bác sĩ và uống thuốc đúng theo chỉ dẫn. Bính Ngọ cũng nên tránh xa những nơi đông người, ẩm ướt hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm phòng đầy đủ. Nhìn chung, tháng 3 âm lịch năm 2024 là một thời kỳ quan trọng và đầy tiềm năng cho tuổi Bính Ngọ. Việc tận dụng cơ hội và đối mặt với những thách thức đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉnh táo và thông tin. Bằng việc lắng nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm, duy trì sức khỏe tốt và biết kiểm soát bản thân trong mọi tình huống, tuổi Bính Ngọ có thể vượt qua tháng này một cách thành công và hiệu quả. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Bính Ngọ. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Bính Ngọ sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Bính Ngọ cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 cho tuổi Bính Ngọ âm lịch dự báo một tháng đầy khó khăn trong việc cải thiện tinh thần lẫn sức khỏe. Thiên Nguyệt chủ ưu tư, muộn phiền khiến bản mệnh gặp phải nhiều thách thức, tạo áp lực lớn đối với tâm hồn và cơ thể. Tuy nhiên, thông qua những biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh lối sống, chúng ta vẫn có thể vượt qua những khó khăn này để duy trì sức khỏe tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2024.
Bản mệnh cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, ưu tiên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất đạm như thịt cá, trứng, đậu hạt, sữa, sữa chua để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Việc ăn uống cân đối và khoa học sẽ giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc vận động thường xuyên cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Bản mệnh không nên ngồi ít hoặc nằm dài một chỗ, mà hãy tham gia các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, tập yoga, bơi lội hoặc tham gia các lớp học thể dục thể thao. Việc vận động sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và tạo cảm giác sảng khoái cho cơ thể. Trong tình huống khó khăn, việc nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng cũng rất quan trọng. Nếu có điều kiện, bản mệnh nên xin nghỉ phép ít ngày để giúp đầu óc được sảng khoái và cân bằng lại tâm trạng. Thời gian này có thể dành cho việc hòa mình với thiên nhiên, du ngoạn ngắm cảnh để tạo ra sự thoải mái và cân bằng tâm hồn. Như vậy, trong tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ cần chú ý đến việc duy trì cân bằng giữa tâm hồn và cơ thể, việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống cân đối, vận động thường xuyên và giải tỏa căng thẳng sẽ giúp bản mệnh vượt qua những khó khăn và tận hưởng một tháng 4 âm lịch an lành hạnh phúc. Trên con đường phát triển sự nghiệp và tài chính, tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch được dự báo sẽ trải qua những biến động tích cực, vận khí tích cực sẽ tăng cường, giúp cho bản mệnh đón nhận tin vui và may mắn ở phương diện tài lộc. Công việc của tuổi Bính Ngọ trong tháng này được dự báo sẽ thuận lợi và hanh thông. Không có lý do gì mà tài chính của Bính Ngọ không khởi sắc theo đó. Thậm chí, Bính Ngọ có thể không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến với Bính Ngọ. Quan đới cho biết rằng sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sẽ tiến triển ổn định trong tháng 4 âm lịch này. Bính Ngọ vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt. Do Bính Ngọ đạt được những thành tích nhất định nên có khả năng được tăng lương và thăng chức. Nếu có mong muốn tăng lương, tuổi Bính Ngọ cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nỗ lực và đóng góp của Bính Ngọ nếu xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của Bính Ngọ. Đối với những Bính Ngọ làm kinh doanh buôn bán, thần tài đang đứng về phía Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch này, nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, Bính Ngọ hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Tuy nhiên, tuổi Bính Ngọ cũng cần phải cẩn trọng và không nên mạo hiểm quá lớn trong việc đầu tư hay kinh doanh. Đôi khi, Bính Ngọ cần phải có một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa Bính Ngọ bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Bính Ngọ cần phải để đường lui cho bản thân và không nên đặt mình vào những tình huống quá mạo hiểm. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Bính Ngọ có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, chúc phú quý. Trên bàn làm việc, những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Như vậy, tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch được dự báo sẽ trải qua những biến động tích cực về tài lộc và sự nghiệp. Bính Ngọ nên tận dụng những cơ hội thuận lợi này để phát triển bản thân và không nên mạo hiểm quá lớn trong việc đầu tư hay kinh doanh. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho may mắn và tài lộc là điều quan trọng, và tuổi Bính Ngọ có thể thực hiện điều này thông qua việc trang trí không gian làm việc bằng các loại cây cảnh vượng lộc. Bước sang tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ vừa được quý nhân nhị hợp thúc đẩy nhân duyên tốt lành, lại có bách việt đào hoa xe duyên kết cặp, có lợi cho những ai còn độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Tình yêu đến nhanh, tốc độ phát triển mạnh mẽ như thể hai người sinh ra là dành cho nhau. Trong tháng có dấu hiệu dịch chuyển nhiều, khả năng cao Bính Ngọ sẽ có chuyến đi công tác hoặc du lịch xa. Trên những hành trình ấy, biết đâu bất ngờ Bính Ngọ sẽ gặp được đối tượng ưng ý. Hãy để trái tim rung động theo lẽ tự nhiên nhất, đừng nghĩ ngợi quá nhiều về khoảng cách, sự chia rẽ. Bính Ngọ sẽ có trải nghiệm tình yêu vô cùng lãng mạn. Vận đào hoa nở rộ có lợi cho người độc thân, nhưng nó lại như con dao hai lưỡi đối với những ai đã có đôi có cặp. Bính Ngọ nên dành nhiều thời gian giải quyết các vấn đề gia đình hơn là các quan hệ xã hội. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả thành viên trong nhà. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các cặp đôi vẫn liên quan đến tài chính và cách giáo dục con cái. Không có dấu hiệu của người thứ ba xen ngang, chỉ cần cả hai dành thời gian chia sẻ và xử lý, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhượng bộ một chút không làm Bính Ngọ bị thiệt thòi, trái lại càng cứng nhắc càng khiến Bính Ngọ xa mất mát nhiều thứ. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Bính Ngọ 1966, các tin chiếu mệnh, tiền tài tăng vọt đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn.
và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 5 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Điều này có thể khiến Bính Ngọ cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Do đó, việc quản lý công việc và tâm trạng trở nên rất quan trọng. Người tuổi Bính Ngọ cần biết cách tự chăm sóc bản thân và không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Ngoài ra, tử vi cũng cảnh báo rằng người tuổi Bính Ngọ có thể dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho người khác mà quên mất bản thân. Điều này có thể dẫn đến sự mệt mỏi và suy giảm sức khỏe. Do đó, việc học cách từ chối khi cần thiết và dành thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn là điều cực kỳ quan trọng. Trong thời gian này, người tuổi Bính Ngọ cũng cần nhớ rằng sức khỏe là yếu tố then chốt để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Việc tập luyện và duy trì một lối sống lành mạnh sẽ giúp Bính Ngọ vượt qua những áp lực trong công việc một cách dễ dàng hơn. Trong khi áp lực công việc có thể khiến người tuổi Bính Ngọ cảm thấy căng thẳng và lo lắng, việc duy trì tinh thần lạc quan và tích cực là điều không thể thiếu. Việc tập trung vào những hoạt động giải trí và thư giãn cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì tinh thần thoải mái và sức khỏe tốt. Như vậy, việc theo dõi tử vi hàng ngày của 12 con giáp không chỉ giúp người tuổi Bính Ngọ hiểu rõ hơn về bản thân mình, mà còn giúp Bính Ngọ chuẩn bị tinh thần và đối phó với mọi tình huống trong cuộc sống một cách tự tin và kiên định. Việc này sẽ giúp Bính Ngọ vượt qua mọi thách thức và tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Theo luận giải mới nhất từ tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ sẽ trải qua nhiều biến đổi tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội kiếm tiền và thăng tiến trong công việc sẽ mở ra trước mắt, tuy nhiên, cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn để tận dụng những cơ hội này. Theo dự báo, tháng 5 âm lịch này thích hợp để mưu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đồng thời, việc chủ động học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng được đánh giá cao để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh, vì việc so sánh với người khác có thể khiến Bính Ngọ nản chí, vận may từ trên trời rơi xuống thường là cái bẫy, hoặc có thể ai đó đang che giấu đi những khó khăn mà họ từng trải qua. Ngoài ra, không nên thật thà để lộ rằng Bính Ngọ đang có tiền vì có những kẻ xấu tiếp cận với mục đích lợi dụng Bính Ngọ. Cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo, may mắn đang đứng về phía Bính Ngọ, tăng thêm cho Bính Ngọ sự tự tin và động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu Bính Ngọ có ý tưởng quyết đoán để làm điều gì đó, thì sẽ có rất nhiều lợi thế đồng hành. Khi chủ động nắm bắt được thời cơ, có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không khó để Bính Ngọ đạt nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Còn nếu cứ chần chừ, do dự thiếu quyết đoán, thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, Bính Ngọ cũng khó mà vươn tới thành công. Không thể không kể đến các mối quan hệ xã giao cũng giúp ích bản mệnh rất nhiều. Bản thân Bính Ngọ là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hòa nhã, nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, Bính Ngọ cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Một số người cũng sẽ có cơ hội đi công tác. Đó vừa là dịp để Bính Ngọ mở mang tầm nhìn, nhân tiện lại có thể chứng minh năng lực của mình. Hơn nữa, đi công tác là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của Bính Ngọ rất tốt. Do đó, Bính Ngọ nên trân trọng và phát huy tốt nhất, bởi sau đó còn rất nhiều điều đáng giá đang chờ đợi Bính Ngọ. Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải sẵn hoa hồng. Bính Ngọ vẫn có thể phải đối mặt với những thử thách khó khăn và những tình huống áp lực cao. Nhưng chỉ cần Bính Ngọ tự tin, Bính Ngọ vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng và tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Nếu Bính Ngọ đang trong quá trình tìm việc, thì tháng 5 âm lịch này cũng sẽ là một cơ hội tốt để đảm bảo quá trình tìm kiếm việc làm suôn sẻ. Bính Ngọ nên chủ động nâng cao khả năng của mình, tham gia nhiều khóa đào tạo, hoạt động hơn và mở rộng mạng lưới quan hệ. Nhìn chung, chỉ cần Bính Ngọ tự tin và thoải mái đối mặt với các hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng thì chắc chắn Bính Ngọ sẽ nhận được kết quả tốt. Tin vui cho người tuổi Bính Ngọ độc thân, vận đào hoa khởi vượng, nhân duyên khác giới tốt lành, bản mệnh được nhiều người khác giới theo đuổi, đời sống tình cảm vui tươi sống động, tình yêu lứa đôi thăng hoa nhanh chóng, có cặp đôi vừa gặp mặt qua buổi giới thiệu,
Mai mối đầu tiên đã nảy sinh cảm tình, tình cảm tiến triển nhanh và thuận lợi ngoài sức mong đợi. Luận tử vi năm 2024 cho biết rằng, nhất bạch chủ đào hoa tin bay vào hướng Tây, cung tinh tương sinh nên đây được coi là khu vực vượng đào hoa, người độc thân có thể đặt một lọ hoa tươi, hay những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa tốt lành và dễ tìm được đối tượng ưng ý, các cặp đôi cũng sớm hóa giải được mâu thuẫn để gia đạo bình ổn. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Bính Ngọ 1966, cát tinh chiếu mệnh, tiền tài tăng vọt đúng 3 tháng tới. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ, đồng hành và góp ý đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Bính Ngọ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.